quý khán giả đã đến với chuyên mục radio của câu lạc bộ đồng hành cùng sách trường đại học Tôn Đức Thắng. Ngày hôm nay câu lạc bộ muốn giới thiệu đến quý khán giả quyển sách Chữa lành nỗi đau. Quá khứ là gì? Quá khứ là điều đã qua đi, không bao giờ trở lại. Hiện tại thì sao? Là những giây phút chúng ta đang sống và cảm nhận. Vậy còn tương lai? Đó là sự tổng hòa của quá khứ và hiện tại. Vậy, ranh giới giữa quá khứ, hiện tại và tương lai nằm ở đâu? Không có một ranh giới rõ ràng nào cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong phút giây này đây, chúng ta đang nghĩ gì, đang làm gì thì đó là hiện tại. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau đó, nó đã là phút giây trước. Và chúng ta lại đang đi đến những ý nghĩ mới của tương lai. Thời gian bất tận, thế giới thì vô cùng, nhưng suy nghĩ của chúng ta còn rộng lớn và có sức mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta có thể kiến tạo cuộc sống theo ý mình vì chúng ta sinh ra để được trao quyền làm việc đó. Mỗi chúng ta là một ông vua, một bà hoàng, cai quản các bộ phận của thể xác, hướng dẫn các hoạt động tinh thần, làm giàu có, thịnh vượng hơn lên cho đời sống của chính mình. Và đặc biệt, quan trọng hơn cả là chống lại các thế lực ngoại bang đang làm tổn hại đến chúng ta. Đó là những trắc trở, những căn bệnh đang ăn mòn chúng ta, cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người đã không ý thức được điều đó và đang phải chịu đựng một cuộc sống với những nỗi buồn, bất hạnh và cả những vết thương không có khả năng chữa khỏi. Nếu bạn vẫn còn băn khoăn chưa biết nên bắt đầu từ đâu và sử dụng phương pháp nào là tốt nhất để vực dậy con người của mình, thì hãy thử đọc quyển sách này. Tạo hóa đã ban tặng cho bạn một cuộc sống và những món quà vô giá mà bạn chưa nhận thấy, thì chúng tôi trao tặng bạn thêm những niềm tin để bạn sẵn sàng đón nhận chúng. Chữa lành nỗi đau không chỉ có thể giúp bạn thoát khỏi những ám ảnh tiêu cực lâu nay trong cuộc sống, mà quyển sách này còn giúp bạn biết cách yêu thương chính mình để gieo những hạt giống hy vọng cho tương lai. Quá khứ và tương lai sẽ không còn là điều gì xa vời hay xưa cũ, đến nỗi khó nắm bắt như bạn vẫn thường nghĩ. Mỗi phút giây trong hiện tại này đã chứa đựng đầy đủ những gì bạn đang tìm kiếm để trả lời cho những câu hỏi của riêng mình.